Hi, xin chào tất cả anh chị em nhé. Hôm nay thì chính thức ngày 8 tháng 3 thì mình đã bị F0, bất tử mãi rồi nhưng mà cũng không bất tận được. Và với cái hoàn cảnh như vậy thì mình đã ra một cái quyết định là sẽ chia sẻ những cái video về cái trên YouTube cũng như là trên Facebook về cái việc là kinh doanh bất động sản dòng tiền, cái nghề mà mình đã gắn bó và phát triển một cách rất là mạnh mẽ trong một vài năm tới. Và khi đã có đủ trải nghiệm rồi thì mình cũng muốn chia sẻ cho mọi người để nhiều người biết tới và cập nhật cái kiến thức cũng như là tư duy về kinh doanh bất động sản dòng tiền. Bên cạnh đó thì mình cũng đang kinh doanh cả bất động sản lại vốn, và khi nào có đủ kinh nghiệm và trải nghiệm và cái thành quả thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ ở cái phần 2 YouTube về cái phần lại vốn. Còn hiện tại thì mình đang là chuyên gia, có thể là như vậy, có thể nói tự tin hoặc là tự nhận là cũng được. Thì mình sẽ chia sẻ những gì thực tế là mình đã làm, đã có được kết quả cũng như là những cái thực chiến mình trải nghiệm thì mình làm như nào, mình chia sẻ như thế. Và giới thiệu qua một chút về mình thì các bạn, nếu mà bạn nào đã biết và gắn bó với mình thì xuất thân là mình học báo chí ra, nhưng mà sau đó lại gắn bó với bất động sản gần như từ khi ra trường. Và nghề đầu tiên mà mình làm đó là nghề bất động sản, môi giới bất động sản cho thuê, sau đó đầu tư thuê cho thuê lại, và đến bây giờ là chuyên mua xây các cái tòa nhà cho thuê để bán cho các nhà đầu tư. Và với cái thời gian 12 năm kinh nghiệm, mình hy vọng là đủ trải nghiệm để có thể chia sẻ với cái người mà cũng đã từng đào tạo về bất động sản cho thuê, thì mình cũng có đủ kinh nghiệm để có thể chia sẻ cho các bạn. Và thực ra lý do để chia sẻ thì cũng chả có một lý do mục đích nào hết, mà chỉ là để là cho đi, cũng như là đấy là mục đích chính. Và động lực thì thật sự với các bạn là gì? Mình thì cảm hứng lúc nào mình chia sẻ lúc đấy thôi, nó chẳng ai bắt buộc, cũng chẳng có một cái động lực gì thôi thúc. Vì vậy là trong quá trình chia sẻ cũng như là nhờ cái video này bắt đầu thông báo là mình sẽ tiến hành chia sẻ, rất mong được sự ủng hộ. Và nội dung chia sẻ thì các bạn hãy comment những cái câu hỏi, những cái chủ đề mà các bạn muốn, theo cái cách mà bên mình sẽ chia sẻ trước về cái phần tư duy, sau đó đến cái phần hành động cụ thể để và các bước cụ thể để các bạn có thể nắm được cái quy trình cũng như là cách thức tiếp cận thông tin cũng như là kiến thức một cách rõ nét nhất. Là phải nắm được phần tư duy đã, sau đó là sẽ đến với hành động. Đó là cái nội dung mà mình sẽ chia sẻ. Và nói với các bạn là gì, cảm hứng của mình chia sẻ được nhiều hay ít, hay là được hay là trọn vẹn hay không, đó là phụ thuộc vào tất cả các bạn là xem cái kênh YouTube cũng như là Facebook của mình. Nếu các bạn là comment nhiều câu hỏi, các bạn đặt ra nhiều chủ đề, nhiều câu hỏi xoáy đáp xay thì mình sẽ giải đáp cho các bạn tường tận. Và mình là một người chia sẻ theo cảm hứng, vì vậy là các bạn càng cổ vũ động viên, càng theo dõi kênh, càng ấn like, subscribe hoặc là càng chia sẻ cho bạn bè biết tới và càng động viên tinh thần thì mình sẽ chia sẻ càng nhiều. Vì mục đích chia sẻ chả có mục đích gì hết, là ngoài việc là cho đi và để cho các bạn biết tới cái mô hình, một cái cách thức rất là hoạt động rất là hay. Chính vì vậy là các bạn càng hỏi nhiều, càng ủng hộ thì mình sẽ càng chia sẻ nhiều. Nhớ hôm nay là sau hôm nay là các bạn sẽ đăng ký kênh của mình, Bác Đại Bàng, Facebook, YouTube để nhận được những cái video chia sẻ mới nhất. Và mật độ video thì mình không dám nói trước vì nó tùy theo cảm hứng và cái đặt câu hỏi của các bạn, ủng hộ của các bạn. Lưu ý là như vậy nhá. Ok, chào các bạn.